Bệnh viện Bạch Mai ngưng đón bệnh nhân cách ly toàn bệnh viện. Sáng 28 tháng 3, Bộ Y tế công bố thêm hai trường hợp mới dương tính với COVID-19 liên quan đến ổ dịch bệnh viện Bạch Mai. Như vậy tổng số ca mắc tại đây đã lên tới 8 ca. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh thì bệnh viện Bạch Mai đã cho xét nghiệm tất cả các nhân viên y tế, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân gồm 5.000 mẫu. Riêng ba khoa phát hiện có người mắc COVID-19 bao gồm khoa thần kinh đã làm xét nghiệm hết tất cả không có nhân viên nào bị nhiễm. Toàn bộ 134 nhân viên tại Trung tâm nhiệt đới Bạch Mai có liên quan đến bệnh nhân 87, bệnh nhân 87 và khoa tim mạch C4 kết quả đều âm tính. Do nhận định có khả năng lây trong nhóm người nhà chăm sóc bệnh nhân, nguồn lây nhiễm từ bên ngoài vào bệnh viện, đồng thời đảm bảo sức khỏe cho mọi người tránh dịch bùng phát diện rộng, bệnh viện Bạch Mai ngừng tiến hành các biện pháp kiểm soát tạm dừng đón tiếp bệnh nhân từ 28 tháng 3, thực hiện cách ly toàn bệnh viện để bảo đảm an toàn cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và nhân viên. Bệnh viện Bạch Mai cũng đề nghị tất cả bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đến khám điều trị tại bệnh viện trong vòng 14 ngày qua thực hiện tự cách ly và liên hệ cơ quan y tế gần nhất để quản lý sức khỏe nhận định tới đây một số bệnh viện tuyến cuối, một số bệnh viện trên địa bàn thành phố lớn Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh có thể xuất hiện các ca bệnh nên đòi hỏi phải thực hiện triệt để các biện pháp phòng lây nhiễm, thực hiện việc xét nghiệm sàng lọc như bệnh viện Bạch Mai.